một hình ảnh kết xuất OnePlus TV Wide 1S mới đã được phát hiện nghiêng về thiết kế của TV sắp tới. OnePlus 10R được cho là sẽ ra mắt tại Trung Quốc và Ấn Độ vào quý 2 năm 2022. Sử dụng chip MediaTek Dimensity 9000 sóc dưới mui xe. Điện thoại thông minh này được thiết lập để tiếp nối điện thoại thông minh OnePlus 10 Pro của công ty đã được ra mắt tại Trung Quốc và dự kiến sẽ đến các thị trường toàn cầu vào tháng 3. Chiếc điện thoại thông minh này cũng được cho là sẽ ra mắt trên chiếc điện thoại thông minh Oppo Find X5 sắp ra mắt. Trong khi đó, một hình ảnh render mới của OnePlus TV Wide 1S đã được phát hiện trước khi TV ra mắt tại Ấn Độ. Theo một báo cáo của Android Central, OnePlus 10R sẽ sử dụng sóc MediaTek Dimensity 9000 kết hợp với ít nhất 8GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ sẵn có. Theo báo cáo, điện thoại thông minh tiếp theo của OnePlus sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2022. OnePlus 10R sẽ có màn hình AMOLED với tốc độ làm tê 120Hz. Điện thoại thông minh được cho là sẽ bị giới hạn ở các thị trường châu Á giống như các điện thoại thông minh OnePlus R series khác như OnePlus 9R và OnePlus 9AT. Theo báo cáo, OnePlus 10 sẽ không có sóc MediaTek Dimensity 9000 vì điện thoại thông minh này cũng sẽ được ra mắt tại Bắc Mỹ. Sóc MediaTek Dimensity 9000 có cấu hình lõi tương tự như sóc Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất và đi kèm với hỗ trợ cho các băng tần 5G sắp 6, nhưng không có kết nối mui 5G như đối tác Snapdragon của nó. Điện thoại thông minh được cho là sẽ ra mắt tại Trung Quốc và Ấn Độ và có thể đến vào cuối quý 2 năm 2022. Trong khi đó, hình ảnh render của OnePlus TV sắp ra mắt đã xuất hiện trực tuyến. Trước khi TV ra mắt ở Ấn Độ, OnePlus TV Wide 1S dự kiến sẽ sớm ra mắt tại Ấn Độ, đã được phát hiện trên ứng dụng OnePlus Connect bởi Ishan Agarwal, theo một báo cáo của Mi Smart Fridge. Hình ảnh kết xuất cho thấy TV có viền nhỏ thể thao, với logo OnePlus ở trung tâm của viền dưới. Các TV dự kiến sẽ có kích thước màn hình 32 inch và 43 inch và có thể có giá khoảng 25.000 rupee Ấn Độ. OnePlus vẫn chưa xác nhận sự tồn tại của OnePlus TV Wide 1S được đồn đại, bao gồm cả thông số kỹ thuật và tính khả dụng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!